1 con nhện, 2 con nhện, 3 con nhện, 4 con nhện, 5 con nhện, 6 con nhện. Thêm một cái trên đầu cô gái nữa. Hắn nói tìm thấy tất cả nhện trong hiện trường. Tổng cộng 134. Vậy thêm tất cả cái này xem. Tất cả đều thêm xong cũng chỉ có 130 cái. Còn thiếu 4 cái nữa. Cái này có phải không? Là đồng đội, còn thiếu 3 người. Còn 3 con nhện nữa đang trốn ở đâu? Con mèo này đeo cà vạt. Con mèo này đang ăn cá. Này là mèo hoàng đế sao? Cùng nhau tìm 12 khứa mèo khác lạ. Mèo này đeo nơ. Đây còn đội mũ ông già Noel. Đang hát gì vui thế? Mèo này đeo kính râm. Còn có 5 con mèo nữa. Mèo giả vờ làm hổ này. Còn con mèo nào nữa nhỉ? Các bạn tìm giúp mình với, xem có em mèo nào như này không? Ôi trời, dễ thương chưa kìa. Một con cấu trúc mẹ mới sinh. Một em, hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em, bảy em. U là trời, nhiều gấu trúc vậy sao? Thật là thích quá đi. Bạn có biết gấu trúc phu bao không? Ở đây có nhiều phu bao quá, nhưng các em mải chơi, chạy tán loạn hết rồi. Tìm tận 55 em gấu trúc trên ảnh trên tường. Bên này còn em nữa, mới có 53 em. Vậy còn hai em gấu trúc con nữa đâu? Mọi người tìm giúp mình với nhé. Chúng ta còn tìm 12 bạn gấu trúc khác lạ. Gấu nâu này, quá rõ ràng. Làm gì có gấu trúc màu nâu nhỉ? Đây là gấu đen này. Gấu trúc này ăn củ cà rốt. Thảo nào nhìn gầy thế, lộ cả xương gò má. U là trời, gấu này hay đi ngủ sớm, không có thâm mắt á. Gấu chôn chôn Việt Nam. Đây có cả gấu trắng, gấu câu mày, gấu bĩu môi. Nhìn không vui lắm. Còn bồn gấu nữa. Bạn đã có gấu của mình chưa? Gấu này mắt còn nhỏ hơn nữa, chắc ngủ cả ngày, thâm mắt biến mất luôn mà. Còn 3 gấu nữa. Còn ai nữa nhỉ? Các bạn giúp mình nhé. Ồ, một em heo, hai em heo, ba em heo, bốn em heo, năm em heo, sáu em heo, bảy em heo, tám em heo. Trong hình có 12 em heo khác biệt. Chúng ta cùng nhau tìm nhé. Ồ, có một kẻ mũi với hành lá. Ngoài ra còn có một em thổi bong bóng. Thế cũng chưa đủ, cái này còn thiếu hai em heo. Thật khó quá. Hai em heo khác đang trốn ở đâu? Các bạn tìm giúp mình với nhé. Nếu bạn đặt nó ở đây. Vâng, còn lá sen này thì sao? Lá sen đâu? Lá sen có ở đây không? Cũng không đúng, cái này là của tủ. Số 3 của tủ. Đây là số 3. Còn có ếch này thì sao? Ếch mới có số 4. Cái đó đâu có ếch? Con ếch cũng không nhìn thấy. Còn số 5 thì sao? Số 6, số 5 đâu? Số 5 ở đâu? Số 5 đây không có cái này sao? Đây không phải là số 5 sao? Còn ngọn núi giả này thì sao? Hòn đá này đâu? Ở đâu có đá? Đây là đá sao? Đúng vậy, cái này cũng không đúng. Là cái này sao? Ở đâu vậy? Ở đây cũng không đúng. Ồ, trên này cũng không đúng. Cái này không phải sao? Cái này không đúng. Vậy hòn đá này ở đâu? Hòn đá này không tìm thấy. Đặt viên đá này ở đâu? Mẹ tôi có một cái bánh bao rơi trên tay. Hai đứa trẻ bánh bao cầm một cái trên tay. Trên gương có một. Anh ấy nói tìm thấy tất cả bánh bao. Vậy thì kẹp tất cả những thứ này lại xem nhé. Thêm một cái, hai cái trên tủ nữa. Thế cũng chưa đủ. Cái này còn thiếu hai cái. Hai cái bánh bao kia rốt cuộc giấu ở đâu?